Hello, xin chào các bạn. À, cảm ơn các bạn lúc vào video của Nhận nha. Thì à, trong clip ngày hôm nay, Nhận lại cập nhật cho các bạn về những cái phiên bản màu sơn à, mới nhất của dòng xe quay Pha phiên bản của 2024 tại cửa hàng bên mình. Thì như các bạn đã biết, á, thì dòng xe quay Pha ở thời điểm à, cuối tháng 7 này, cửa hàng bên mình đang có rất là nhiều chương trình tiến mãi hỗ trợ giảm giá cho quý khách hàng ở gần xa. Thì giá xe quay Pha hiện tại đang có nhiều chương trình tiến mãi hỗ trợ 500.000 triệu đẳng trên giá à, chương trình thu cụ đổi mới với chương trình là góp 0% lãi suất hoặc là giảm ngay là 1 triệu đồng hoặc là lãi suất 0.79 và nhận luôn cào bằng gốc và chương trình cửa hàng bên mình sẽ có tặng thêm cho quý khách hàng à, 3 một bảo hiểm hoặc là thẻ cào trị giá là 500 ngàn thì chi tiết như thế nào thì mời các bạn mình à, cứ xem clip nha thì trước khi à, quay clip á, thì nhận sẽ à, chia sẻ chia sẻ về địa chỉ cửa hàng tí xíu à, ở Hòa Đức với số địa chỉ là số 50 đường Hùng Vương khóm 6 phường 6 thành phố Trúc Trăng thì số điện thoại liên hệ với nhận là qua số 0964 234 quý khách hàng có nhu cầu à, tư vấn à, nhanh thì có việc alo cho nhận qua số là 0964 234 hoặc là các bạn qua Zalo ha thì nhận sẽ phản hồi à, nhanh hơn hoặc là các bạn Zalo thì sẽ ok hơn ha và hiện tại thì à, uh, nó có những cái phiên bản màu sơn mới chẳng hạn như là phiên bản màu đỏ à, candy này đi ở phiên bản màu đỏ candy này nó sẽ khác hơn so với phiên bản màu đỏ tươi của dòng xe Honda chẳng hạn như là à, màu zin của Honda nó bao gồm những màu, chẳng hạn như là đỏ, trắng, xanh, đen. À, còn ở những phiên bản mới á, thì nó có là cái phiên bản màu à, xám và phiên bản màu à, xanh ở phiên bản cổ điển mới ra mắt của 2025 và rất tiếc là những cái phiên bản màu sơn à, độ như thế này thì à, bên nhà của Honda sẽ không có những màu này. Cửa hàng bên mình sẽ sẽ làm sơn độ lại. Các bạn mình sẽ được hỗ trợ bảo hành màu sơn lên đến là 4 năm để bảo hành màu sơn để các bạn mình yên tâm qua trong quá trình sử dụng và các bạn mình lựa chọn những cái phiên bản màu sơn độ đặc biệt như thế này thì cái tỷ lệ mình trùng màu với những khách hàng bên ngoài nó rất là ít luôn nha các bạn. thì uh, những sẽ quay cho các bạn cái phiên bản màu đỏ candy này trước nha. đỏ candy này nó sẽ ánh sáng hơn có nghĩa là khi có những cái uh, đèn nó gọi vào hoặc là các bạn mình uh, đậu những quán cà phê hoặc là ví dụ như là đậu chỗ đèn xe năng đỏ với chiếc quen pha mình đậu kế bên những cái dòng xe khác thì nó sẽ nổi trội rất nhiều rõ ràng là các bạn thấy quen alpha nó sẽ đậu chung với phiên bản màu này màu đỏ candy nó sẽ nổi hơn rất là nhiều ha và bên cạnh đó thì dòng xe quay nó sẽ có những chi tiết bên cửa hàng bên mình sẽ à, độ sơn đấu tem chẳng hạn như là logo honda màu hoàng đồng và những cái chi tiết à, độ bên phần bửng xe nó sẽ có là logo honda và những cái đường viền à, chạy chỉ à, chẳng hạn như là màu xám, màu cam, màu đen rất là nhiều Đây là những cái phần à, điểm nhấn tạo nên dòng xe quen pha à, trở nên cực kỳ thu hút và cuốn hút các bạn. ở dòng xe quen pha này hiện tại à, giới trẻ đang quay trở lại chọn quen pha để có để các bạn mình có thể là mình dọn kiển đó các bạn. thì với cái phiên bản màu này các bạn mình à, đem về để mình sử dụng thì à, nhận thấy nó sẽ ok hơn và ở phần thân xe này nó sẽ có những cái bộ tem à, cực kỳ nổi bật chẳng hạn như là à, quay 110 nè. bộ tem này các bạn mình thấy giống cái bộ tem của quay y đó các bạn, rất là giống nha. quay 110 anh pha màu đỏ tươi hơn và kết hợp với những cái uh, chi tiết uh, cái nền tem chẳng hạn như là cam rồi uh, tổ ong hoặc là những cái chi tiết rất là đẹp và bộ tem này là thuộc dạng tem lớn nha các bạn nó chiếm khoảng 70 phần trăm cái phần thân xe rồi thì ưu điểm của dòng tem lớn này các bạn các bạn mình chạy lướt qua bạn bè mình chẳng hạn ví dụ như mình bạn mình đang uống cà phê đi mình chạy mình lướt qua thì nó sẽ uh, nhận diện mình dễ hơn à biết anh a anh b đã chạy ngang biết xe của mình rồi các bạn rồi thì hiện tại dòng xe quen cửa hàng bên mình sẽ có những cái phiên bản màu sơn độ khác mà bên cửa hàng bên ngoài sẽ không có chẳng hạn như là phiên bản màu à, xanh xi si măng nè à, xanh xi si măng này á, thì cửa hàng bên mình sẽ sơn độ đấu tem những chi tiết này là độ sơn độ đấu tem hết nha các bạn à, tem cam 110 limit edition hoặc là những cái bộ tem lớn ha bộ tem này lớn hơn bộ tem hồi nãy nữa các bạn à, xanh xi si măng nè à, phiên bản màu à, trắng xanh trắng xanh này thì à, bản này cũng đã có từ rất lâu rồi nó có bao gồm là khoảng bốn màu sơn khác nhau à, xanh trắng đỏ trắng à, cam trắng hoặc là xanh nhạt rất là nhiều và cái phiên bản kế tiếp là phiên bản màu xanh xi măng V2 bản V2 này nó có những cái chi tiết nhiều hơn à, có những cái chi tiết à, ký tự đặc biệt rất là nhiều các bạn phần đây là phần à, bẩn trước nè rồi màu đỏ đô đỏ đô cũng có này màu đỏ đô này theo những người thấy thì à, à, cô chú à, sử dụng màu này sẽ có vẻ là ok hơn nè à, trung niên đó các bạn còn à, phiên bản màu xanh xi măng lợt hơn hoặc là phiên bản màu xanh ánh tím cũng có nè xanh ánh tím này nó có hai loại màu ha xanh ánh tím và phiên bản màu xám ánh tím nó có hai loại chiếc xám ánh tím này nó giống như chiếc phiên bản bản ít đằng kia đó các bạn chứ là xanh ánh tím rồi có rất là nhiều phiên bản màu sơn độ khác nhau để quý khách hàng có thể là lựa chọn à, sử dụng tại cửa hàng quà đất bên mình thì hiện tại à, với cái phần là giá quen pha thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá thì giá hôm nay nó chỉ dao động là tầm khoảng cỡ 17 triệu 990 ngàn và những cái phiên bản màu sơn độ này nó dao động tầm khoảng cỡ 2 triệu 3 à, trăm ngàn tiền đại tiền màu ha các bạn để các bạn mình sẽ được bỏ hành màu sơn à, là 4 năm trong quá trình sử dụng và đến với cửa hàng á thì các bạn mình sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để các bạn mình được cập nhật chẳng hạn như là chương trình hỗ trợ chiếc bạ 500 ngàn triệu tháng trên giá Chương trình kế tiếp và chương trình tặng được phụ kiện là trị giá là 300 ngàn Thì với 300 ngàn đó thì quý khách hàng có thể là hỗ trợ được tặng là à, 3 ga chẳng hạn Mình mua 3 ga cũng được hoặc là phủ nano hoặc là công tắc đèn cũng ok Thì những cái phần đó cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn là 300 ngàn để gắn phụ kiện bên đó Và chưa hết Chương trình tại cửa hàng bên mình nó sẽ dành cho các bạn mình có nhu cầu mình đổi xe Thì với chương trình mình đổi xe thì ví dụ như là mình có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng có thể là xe 50 xe các hãng uh, Suzuki Yamaha vậy đó vân vân thì các bạn mình đến ngay cửa hàng để mình đổi xe thì uh, với việc đổi xe này các bạn mình sẽ được hưởng là một trong hai chương trình chính với chương trình trả góp á, thì các bạn mình được hưởng là trả góp không lãi suất còn mình mua tiền mặt á, thì các bạn mình được hỗ trợ giảm ngay là một triệu đồng nha đây là chương trình mình đổi xe nha các bạn còn các bạn nào cơ bản mình đến cửa hàng thì mình mua trả góp luôn á thì cửa hàng mình sẽ có chương trình là hỗ trợ lãi suất cực kỳ ưu đãi cho các bạn là lãi suất 0.79% chưa được một chấm nữa và nhận luôn cào và gốc nha các bạn thì chi tiết như thế nào thì các bạn mình cứ việc alo cho nhận đi thì nhận sẽ hỗ trợ tư vấn thêm những cái phần chương trình khuyến mãi mà không gõ chương trình nào á thì cứ việc alo cho nhận hoặc các bạn zalo thì nhận sẽ tư vấn lại cái chương trình nào các bạn mình quan tâm đó các bạn rồi À, cái phần cuối cùng đó, chính là cái phần là giao xe tận nhà dành cho quý khách hàng mình đang ở có đang ở xa hơn nhưng mà mình không có thời gian để cửa hàng để mình uh, xem xe thì cửa hàng bên mình sẽ giao cho các bạn mình ở những khu vực lân cận cửa hàng ví dụ như là mình ở sóc trăng thì cửa hàng bên mình sẽ giao cho các bạn ở khu vực cả, uh, gần hơn chẳng hạn như là uh, bạc liêu cà mau trà vinh hoặc là hậu giang cần thơ uh, vân vân thì những khu vực uh, gần cửa hàng bên mình sẽ được nhân viên bên mình À, gáp chiếc xe đó và giao tận nhà cho các bạn luôn và chi phí á, là hoàn toàn miễn phí các bạn mình không có tốn phí nào đó các bạn cửa hàng mình sẽ giao xe tận nhà và các bạn xe đến nhà rồi các bạn mình chỉ cần kiểm tra xe ok thì mình nhận xe còn không ok thì thôi và phần còn lại á thì cửa hàng mình sẽ hỗ trợ tư vấn à, cách đi đăng ký như thế nào đăng ký dịch vụ công như thế nào mã số biển biển số định danh như thế nào thì à, chi tiết như nào thì mời các bạn mình đến với cửa hàng à, Honda và Đức với số địa chỉ số 50 đường Hùng Dương khóm 6 Phường 6, thành phố Trăng. Các bạn mình có quan tâm về dòng xe nào. Cứ việc comment với phần bình luận. Thì những sẽ quay theo yêu cầu các bạn nha. Rất là nhiều những dòng xe khác nè. Rồi. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. À. Xin chào ạ. À.